Thưa quý vị, thưa các bạn, sự phát triển của Quảng Ninh trong những năm qua có đóng góp quan trọng của ngành công thương. Sản xuất than vẫn tăng trưởng ổn định, giữ vai trò là ngành kinh tế lớn của tỉnh, đang dần chuyển dịch theo hướng bền vững. Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, Quảng Ninh không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững, nội lực của tỉnh được củng cố, tăng cường, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc. 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đạt 38,95% so với cùng kỳ, vượt 17,6 điểm phần trăm so với kịch bản, đóng góp 3,74 điểm phần trăm trong tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn. Kết quả này khẳng định tư duy đột phá, quyết sách đúng đắn, bước đi chiến lược, tầm nhìn dài hạn của tỉnh. Đối với ngành sản xuất điện, trong giai đoạn 2011-2020 đã có 7 nhà máy nhiệt điện được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động trên địa bàn, nâng tổng công suất các nhà máy phát điện của tỉnh lên 5.640 MW, tăng gấp trên 7 lần so với thời điểm năm 2010 và chiếm 16% công suất các nhà máy nhiệt điện trên cả nước. Trong lĩnh vực thương mại, Quảng Ninh đã từng bước hình thành hệ thống các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại hiện đại tương đối đồng bộ. Công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm được tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Đặc biệt, tỉnh đã tiên phong tổ chức hội chợ OCOP, đến nay đã được Bộ Công Thương đưa vào chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm. Tại buổi làm việc mới đây giữa Bộ Công Thương và tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đã đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh kế hoạch và tạo điều kiện cho các nhà máy nhiệt điện của tỉnh tăng công suất phát điện, đồng thời chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện trong nước thực hiện tiếp nhận than đúng với hợp đồng đã ký với ngành than và theo biểu đồ cấp than cho điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Quảng Ninh cũng đề xuất Bộ Công Thương hỗ trợ công tác xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp có kinh nghiệm, tiềm lực về lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, qua đó thu hút các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, đầu tư vào tỉnh, tiếp tục thúc đẩy phát triển hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, quảng bá, xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm vào thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời điều chỉnh một số quy định pháp luật để phù hợp với thực tiễn quản lý và phát triển công nghiệp thương mại. Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị chức năng trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến các đề xuất kiến nghị của Quảng Ninh, phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định buổi làm việc thể hiện nỗ lực của chính phủ và các bộ ngành trong việc cùng địa phương duy trì sản xuất cũng như các chuỗi cung ứng. Nhìn lại 5 năm qua, Quảng Ninh đã có được những kết quả rất tốt trong tăng trưởng kinh tế. Bình quân GDP gần gấp đôi mức bình quân của cả nước. 6 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy có tăng trưởng như cùng kỳ năm 2020, song lại thấp hơn mức bình quân của cả nước, nhất là dịch vụ du lịch và xuất nhập khẩu. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 cũng nhận định kinh tế dịch vụ, du lịch tỉnh chưa đạt yêu cầu đề ra, công nghiệp, bán lẻ và một số lĩnh vực khác của Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm đều có mức tăng thấp hơn cả nước. Rất nhiều kinh nghị của Quảng Ninh hôm nay thì đã đều được các đồng chí lãnh đạo cấp vụ và đồng chí thứ trưởng của chúng tôi trả lời. Với một cái tinh thần là hai nhóm kiến nghị về cơ chế chính sách thì bộ ghi nhận toàn bộ những kiến nghị của địa phương và cho rằng những kiến nghị này rất đúng, rất trúng, về cơ bản là tiếp thu. Bộ thì cũng đang chỉ đạo là vụ pháp chế cũng như là các vụ cục, tổng cục tự rà soát để ngay sau khi kiện toàn chính phủ mới và bộ sẽ đề xuất là thay đổi cái nghị định về tổ chức bộ máy và hoạt động của Bộ Công Thương. Đồng thời với đó là rà soát lại để tất cả những cái thủ tục nào mà thấy không còn cần thiết thì bỏ nó đi. Và cũng theo một tinh thần là tăng cái phân cấp, phân quyền và tăng hậu kiểm. Cái nhóm thứ hai kiến nghị chính là về tiêu thụ than, về sản xuất điện, về phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, về quản lý phát triển cụm công nghiệp, về phát triển thương mại biên giới xuất khẩu v.v. thì tất cả những cái thứ này là đều được tiếp thu và sau hội nghị này thì Bộ Công Thương sẽ có cái văn bản trả lời, sẽ có trả lời bằng văn bản và coi như cái đó là cái sự cam kết của bộ trong cái việc tháo gỡ khó khăn cho địa phương. Tiếp thu những ý kiến đóng góp từ Bộ Công Thương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, phát triển ngành công nghiệp vẫn được tỉnh xác định là nhiệm vụ hàng đầu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giữ vững tỷ trọng phát triển kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ để sản xuất sạch hơn. Thương mại, dịch vụ được tỉnh Quảng Ninh đặc biệt coi trọng, dựa trên tiềm năng lợi thế có cảng hàng không, đường cao tốc, cảng biển, các cặp cửa khẩu quốc tế, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động thương mại biên mậu, đề nghị Bộ Công Thương ủng hộ giải quyết những kiến nghị của ngành than, ngành điện và hỗ trợ phát triển liên kết vùng giữa Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.